nay anh toàn hàng hoàn thiện này nhỉ, đẹp quá. Sẵn trời. Vâng. Anh có thể vui lòng báo giá từng cây được không? Ví dụ cây này là bao tiền? 45 triệu. 45, cây kia? Cây 2 thân, 18, cây sung bao nhiêu? 6 triệu, con trâu cùng kia? 15, đây. 25, còn cục kia? Đấy, giờ anh lại đọc số của anh đi. 0976 556 448 448. Rồi. Chất liệu hình như là Nam Điền cả. Nam Điền cả. Đấy. Nam Điền hết. Toàn hàng triển lãm đây. Sung không phải Nam Điền. Rồi. Sung là đến từ Nam Định. Sung quê. Sung nếp. Sung nếp quả tím. Rồi, bây giờ đi từ cái chỗ dễ nhất này ra nhé. Đấy, vừa nãy báo giá bao nhiêu các bác sĩ nhớ, tôi lại quên rồi. Mình hay quên. Toàn, toàn đồ hoàn thiện già, giá êm ái này. Tầm này bê sân nó nổi. Bánh lực, cây bánh lực đó. Đấy. Nhặt mớ này về làm vườn. Đấy. Xin lỗi vì là nó khá là chật và đông người nên tôi cứ quay mấy mặt trước, mấy cây trước. Thì nó lại chạy sang bên kia, quay mặt bên kia. Còn được chơi. Đấy. Anh à. Đây đẹp nha. Vâng, đấy. Đúng rồi. Cái này bê kê ở sân nổi lắm. Chú bé cứ phải di mắt tận nơi. Mỗi cái dòng nó có lợi thế riêng ấy. Đứng xa 1 mét vẫn quay. Đấy. Ông nào sân to chơi này, ông nào thích bê đi bê lại thì chơi mini. Thì gặp anh Dũng. Dằm riêng già giật cục phịch rồi. Cục phịch. Nghe về làm lại đẹp. Chân bể nó có dữ liệu đó. Đấy. Trực đây. Toàn là đồ già đấy. Thân nổi nốt. 4-5 triệu mà. Thế thì mẹ và chị bao cân. Đấy, lại phế thuốc đấy, lên màu đấy. Cho hóa chất đấy. Nói vui thế thôi, lên đồ già cứ lên nước là điền là nó đỏ au thích lắm. Để các bác xem là mới nhận ra là nó đỏ như nào. Đấy, bắt đầu phù phép đấy. Làm phép đấy. Đỏ chưa? Thấy đỏ chưa? Xin phép em giúp vào trong này đi. Bên này không có thiếu một mặt. Xem nó có chị. Đấy, có cái tử này giật này. Vừa nay các bác nhớ giá rồi chứ? Khá là lành lặn và phát thân. Mấy cây sung này anh. Cây hai thân. Đôi đũa thật. Chuối.
Rồi, đôi đũa thần. Đôi đũa thần. Tạm ổn thôi ạ. Quay thế là chật quá. À đây, bỏ qua cái con ba vai này hơi phí đấy. Đẹp quá. Cây của mình ấy ạ. Cây của nghệ sĩ Bình Dâu. Nói thế đúng không ạ? Đẹp, cái cây này bao nhiêu tiền đấy? Đây đây là 4 triệu. 4 triệu, đấy, giá rất êm ái. Cũng cây này ạ? Đây đấy là 3 triệu. Lại bác đọc số đi cho anh em gần xa giao lưu. À, số của mình là 0913 0913 397 397 481 481 đấy. Có Zalo hình ảnh đầy đủ không? Có Zalo hình đấy, ảnh. Các anh em bên Trung Quốc cũng mua được. Gửi sang tận Trung Quốc được. Các bạn cứ alo thế. Đấy. Form dáng rất đẹp nha. À. Nhà trồng được như là bán giá hợp lý. Bán hợp lý luôn. Đó. Hay quá. Đấy, cây này đang cho ăn rất tốt, phân lợn sấy xử lý. Chậu đây là mất 6-700 rồi. Vâng, 6-700 cái chậu. Đấy, nghệ sĩ đây rất có bộ râu rất đẹp. À. Rồi, xin cảm ơn bác nhé. Rồi. Đẹp quá. Bắt đầu sang đây. Đang đánh cái mảng bên này. Đẹp đấy. Này. Chủ nhà ấy, chủ gì ạ? Đây là chủ nhà. Bao nhiêu chứ? Nhà ấy, cả trong nhá. 100. Rồi à? Trước các bạn là trong này 200 rồi. Tổng là 200 ra kia tao mua cho mày. Cây bồ đề đấy các bác. Cây của ai nhỉ? Mày mua vài mấy cái. Bao nhiêu cái được? Nhà tao một con đấy. 5 cái mang trên trong mang em. Cụt đi. Nói chung là đều cây sạch sạch cả. 200 một chiếc. Những cây sạch, cây bồ đề sạch. Mặc dù vào dây nhưng mà dáng, form dáng rất là 200 một chiếc này. 200 một chiếc. Đúng không? Tường vi này. Cái mặt như thế này đúng là đúng mới đúng chơi lại hay này. Tường vi nhá. Tí nữa tôi sẽ hỏi chủ xem là bao tiền. Người ta ta có bao giờ quan trọng quê người ta buồn. Trời, không phân biệt thì cháu phải nói trước. Tao chả phân biệt cái gì. Bồ đề này. Bồ đề hai lượt chậu. Bồ đề hai lượt. Bồ đề thích cái gì nhỉ? Bồ đề hai lượt. 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 Ôi, quay cây của anh Dũng. Vừa nãy bảo bán cả xe là 5 triệu à? Đúng không? Tất. Tất. Đấy, làm mớ đi. Tất. Cây làng hơi đẹp phải không? Lại lên cho lên mấy cái chậu này đẹp. Có chân thì đẹp. Đấy. Dáng diếp đầy đủ ấy. Phân lợn, phân liếc cái lịch sự phết đi. Đấy. Cái này là sĩ nó gửi bán không? Dặn là một củ đi bán cho nó. Đấy, em đâu? Hàng bật lửa đấy. Đúng rồi, cái này cũng hay này. Đấy, cái thế này mà cục này này. Cục đấy, thấy chưa này, nhỏ, nhìn này như ốc sên này, đẹp luôn này. Đây chẳng cái gì? Sạch sẽ luôn này. Sạch sẽ. Chắc mấy trăm bạc nhỉ? Thế chứ bao nhiêu? Vài trăm. Đấy này, cho cái chậu sạch. Thôi rồi. Đấy. Nhà này đây. Gì đây? Đấy, dáng rộng như giờ, như người lớn luôn. Đấy, dáng làng đấy. Đấy. Làng luôn rồi đấy. Đè ra cái là dáng làng rồi đấy. Rồi liên tục là đẹp. Nó dáng luôn đấy. Vào việc. Đấy.
hay quá. Hay. Cái này tạm thời chưa biết của ai. Để cho ông Tị bốc hết đi. Gian hàng của anh Hùng à? Sao nào? Có điều có nhấc bổng cái cây lên. Đấy. Du đây. Du đẹp quá. Du đẹp quá. Du bao tiền anh Hùng? 3 triệu. Đá vào đá 3 triệu. Vâng, xin chào nghệ nhân Trung Dâu. Về đẹp thế mà chưa anh người thường rồi. Lạ nhỉ. Chưa tìm đúng người yêu. Sạch đẹp, tân ngu cục này. Sai không thì anh sai. Vâng, vâng. Cây đấy có giá bao nhiêu quên mất rồi. Này à. Vâng. Giờ là đầu tư vào đó tương đương rồi, báo giá lại nhé. Vâng, báo giá lại. Con này giờ là cho lên đường là 8 củ. 8 củ lên đường. Rồi, chậu đẹp. Mới đầu tư chậu mới. Chậu tàu đẹp này. Đá này. Đấy. Đấy. Nếu nó sạt xuống cái gì. Thân cốt rất sạch sẽ. Đấy. Sạch sẽ, da đỏ âu. Mu biếu. Cần gì hơn. Cây gần xong rồi. Cao độ hơn 30 phân. Mang đi chơi. Đấy. Quá hay. Đây, thích giá rẻ thì đây. Hồng Ngọc Mai đây. Này bao nhiêu anh? 1,5 triệu cho lên đường. Đấy, 1,5 triệu nhìn đây. Được chưa? Chậu tàu rồi. Chậu à, chết luôn đấy. Hãy liên hệ Trung Dâu để vào việc. Vào việc. Đấy, cây đây cũng thế, hồng ngọc mai này đấy. 1,5 triệu cho lên đường đốt đấy, được cái viên đá đẹp quá, đá nguyên bản đúng không? Đá này mà rất dễ cứ lan ra đây thì không cần phải cây vào tự nó làm đẹp cho nó thôi, không cần phải...